Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn đầy đủ tất cả dòng xe, tay ga, tay côn, xe số, mô tô đủ loại luôn. Bên cửa hàng xe máy Hùng Hồng có những dòng đang xả ra rất là nhiều luôn nha mọi người. Thì đồng hành với thị trường hôm nay thì có anh Hùng, sẽ hỗ trợ giới thiệu mình Hùng. Vâng, xe máy Hùng Hồng xin gửi chào, lời chào đến tất cả đến anh em toàn thể tất cả mọi người trên kênh của chợ Dương 24 giờ. Thì ngày hôm nay bên Hùng Mô Tô mới về được tất cả rất là nhiều dòng xe để giới thiệu cho anh em, rất mong tất cả anh em ủng hộ cho bên Hùng Mô Tô nhá. Thì bước đầu thì anh em mình cứ đi sơ lược về tất cả các dòng xe, trong đó em sẽ quay chi tiết những chiếc xe cho anh em coi. Rồi, thì hãy đi theo chân em ạ. Rồi, ra ngoài mình sẽ quay vào cho anh em luôn ha. Em sẽ đi ra ngoài em quay đầu tiên là những chiếc xe rẻ để cho anh em đi làm đây ạ. Cái mic nó lên chưa? Vision. Đây là chiếc xe Vision đi. Chiếc xe này em giảm giá xuống còn có 10 triệu cho anh em để đi làm thôi. Bao cho anh em máy zin nhá, 10 triệu cho chiếc xe Vision. Chiếc thứ hai là chiếc xe Exceter đời 2017, một chiếc xe khá là đẹp. Em bán hôm nay 17 triệu cho anh em. 17 triệu. Xe đi làm nữa này, chiếc xe gây RSX có 9 triệu thôi. FI rồi nha anh em, FI rồi nhá. Đây là chiếc xe 2018 FI luôn, 12.500.000. Và chiếc xe này là đời 2022, 7.000 cây, 18 triệu. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào trong nhà. Mô tô từ từ mình quay sau. Bây giờ mình sẽ quay xe nhỏ trước cho anh em trước ha. Rồi, có tháng nè anh. Quay luôn tháng, còn nóng ha. SH cho nóng luôn. Cho nóng. Nếu anh em hỏi SH thì em quay SH luôn cho nóng. Anh em nào mua xe nào thì cứ vào comment ở dưới thì em sẽ trả lời cho nhá. Đầu tiên là xin giới thiệu anh em đây là một chiếc xe SH Mo này. Buổi chiều hôm nay thật sự là rất là mát mẻ, trời mưa nhưng mà mưa tạnh mà xong. Mát. Mưa lớn quá nhưng mà mát như này thì quay video cho nó đỡ lắng này, nói chuyện cho nó đỡ bị khản tiếng. Đây, giới thiệu anh em đây một chiếc xe SH Mo đời 2017, một chiếc xe lên tem 2022 rất là đẹp anh em, quá smart cây, chiếc xe khá là đẹp. Bao hồ sơ cho anh em giá chỉ có 36.500.000 thôi. 36.500.000. Hồ sơ bao cho anh em, hồ sơ rất là nhanh luôn anh em ạ. Đó, anh em ở xa thì mình chỉ cần cọc 1 triệu là anh ship về thẳng nhà. Anh em nào cứ ở xa thì không đến trực tiếp được cửa hàng thì cứ liên hệ với số máy 0987 868 777 hoặc 0938 344 999. Thì em sẽ kết bạn Zalo và hai số điện thoại đó, em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em này. Anh em nào thấy cảm thấy là ưng đúng video, đúng như hình ảnh thì anh em cọc lại, em sẽ ship xe toàn quốc, em sẽ bao hồ sơ toàn quốc cho anh em luôn. Đó. Còn anh em nào muốn mua trả góp như chiếc xe này thì anh em chỉ cần trả trước khoảng 6.500.000 thôi. 6.500.000 thôi là lấy xe rồi. Đó. Cái tiền này là đã bao gồm hồ sơ anh em nhé, bao gồm hồ sơ rồi. Rồi, Novik 155 đi. Mới nha anh em. Đây là chiếc xe, nói thật tâm sự với anh em là như này. Chiếc xe LVX này thì nó là 2024, một chiếc xe trúng thưởng, vị khách này được trúng thưởng nhưng mà không đi, gọi cửa hàng mình mua lại. Xe chưa lăn bánh, xe đồ chưa đổ xăng luôn anh em. Giá của nó thì hôm nay em giảm giá xuống còn có 48.500.000, em bao xuất hóa đơn cho anh em về nhập. Đúng là tên giảm 1.500.000 đúng không ạ? Đúng rồi, giảm 1.500.000. Giảm 1.500.000 cho anh em ha. 48.500.000. Tại vì sắp tiền lương rồi nên anh xả hết rồi. Xả hết nhiều dòng xả. Ngày hôm nay xả hết, em xả tụt quần luôn, khỏi phải lo. Như SH này em cũng xả luôn này anh em. Ok, xe SH 150. Bố cháu lại. Con xe này SH 150 bản CBS. À đâu có, con này 125 bản ABS. Một chiếc xe khá là đẹp, đồ đạc thì các thứ bao cho anh em luôn, xe dán keo hết nguyên con, giá 68.500.000 em bao hồ sơ, okay. Dán keo nguyên con hết luôn nhé. Rồi, tiếp tục. Nghe điện thoại. 150. 68.500.000 bao hồ sơ.
Đợi anh tí nhá, anh gửi cái này cho Diệm cái. Đây là một chiếc xe 150 phiên bản ABS màu xám xi măng anh em ạ. Chiếc xe khá là mới, khá là đẹp luôn. Đầy đủ phụ kiện, hai kính, hai khóa đầy đủ luôn. Đó. Chiếc xe này với giá chỉ có em bán ra 85 triệu, ngày hôm nay 86 giảm giá còn 85 triệu em bao hồ sơ toàn quốc cho anh em luôn. 86 mà nay còn 85. Vâng. Em xả hết. Tiếp tục. Ngày hôm nay em xả luôn. Ai gọi? Cái gì? Mày nói đàn ông mày nói to to đi. Mày nói tao hỏi, hỏi mày cứ phải hỏi đi hỏi lại khoảng 4 lần với mày mới nói được, nghe nó mới rõ được. Rồi. Đây là chiếc xe 2020 xanh Kerin. Khanh Kerin. Tháng ABS luôn, em bán 64 triệu em bao hồ sơ. 64 triệu bao hồ sơ. Con này tính ra là giảm bao nhiêu đó? Giảm 2 triệu rồi. Con này lỗ, giảm, xe này lỗ. Con này giảm 2 triệu nha anh em. Con này là 66 mà giảm còn 64 thôi. Đó. Xả, mày phải xả đi chứ đi. Để. Rồi. Tiếp tục SH 160 này anh em, xe trúng thưởng này. Chiếc xe này trúng thưởng ngày hôm nay em cũng giảm giá này. Chiếc xe chưa lăn bánh nhá. À, chiếc xe chưa lăn bánh, chưa đổ xăng. Giá chỉ có 95 triệu hôm nay em giảm giá còn 93 triệu em bao bao hồ sơ. 93 triệu. Xe mới nhưng mà người ta đã ra biển nhá, bắt buộc phải ra biển rồi. Trúng thưởng là bắt buộc phải ra biển hết anh em. Để nó có hồ sơ khách hàng. Rồi. Con này. Tắt này. Đây là một chiếc xe đời 2023 luôn này. Chiếc xe 125 ABS này. 2023. Chiếc xe khá là mới luôn. 7.000 cây. Quá mới luôn anh em ạ. Xe 7.000 cây. Giá chỉ có 71.500 em bao hồ sơ. 71.500 em bao hồ sơ. Rồi. Tiếp tục. Con này. Con xe này là mẫu cũ nha anh em nhé. Con xe này con xe mẫu cũ. Con xe này 125 mẫu cũ đời 2019 luôn anh em. Quá đẹp. Máy êm ru 14.000, vỏ trước còn luôn. Đầy đủ phụ kiện, hai kính hay khóa luôn. Đó, hai kính hay mod đầy đủ luôn. Giá 61.500 em bao hồ sơ. 61.500 bao hồ sơ. Rồi, tiếp tục có màu đỏ này. Màu đỏ đấy là chỉ có 150 mà bản ABS, xe rất là đẹp, đời 2022. Ừ. 2022 luôn, bản CVS này. Giá chỉ có 73 triệu thôi, em bao hồ sơ. 73 triệu. 73 triệu, 150, 73 triệu quá rẻ rồi. Rồi, xuống dưới này còn mấy dòng xe, dòng nhỏ xe mô tô dưới này đi. Anh em nào muốn nhu cầu xe mô tô gì thì liên hệ với em này. Đây ngày đầu còn tiên còn là... Còn mấy con nữa, quay vô quay luôn cái... Quay mô tô. Ôi, ở đấy, làm sao mà ra được mà quay, ai giúp ở đấy được mà quay. Để đây, để đây, nó dồn ra này. Đây, đây chiếc xe, đây chiếc xe FZ150 FI này. Đấy, xe chúng mày, xe nào tao cũng thấy hết xăng là sao nhỉ? Xe về xăng toàn hút ra đổ đi đâu không à? Con xe này hôm nay giảm giá xuống còn 16.500 thôi. Rẻ quá, bằng con xe rút này. 16.500. Bằng con xe rút này. Rồi, mô tô... Diamond này, con GPX Diamond này anh em. Một chiếc xe khá là mới luôn. Xe dán keo hết nguyên con luôn. Cực kỳ mới luôn anh em ạ. Đó. Rẻ quá, rẻ luôn này. Xe này con này giá chỉ có 28 triệu. 28 triệu. 28 triệu bao hồ sơ, toàn quốc. Tiếp tục, con bên này.
Con này 26.500.000 anh em này. À, màu vàng cam này. Rất là đẹp. Màu vàng cam rất là đẹp luôn. Đó. Quá trời đẹp, 26.500.000. Đây. Rồi. XR này mọi người, 155. Một dòng xe rất là được nhiều anh em ưa chuộng trong dòng mô tô đây. Mới về, xe này mới về anh em nhé. Mới tinh luôn, vừa về nóng hổi luôn. Vừa thổi vừa quay. Đấy. Ý là vừa thổi vừa quay là bô ấy, bô nó nóng. Quá đẹp. Chụp chụp, xuất đèn. Nhìn rất là phong cách. Xe lên chống độ. À, đèn trợ sáng này, đèn sáng không? Đây chứ. Sáng trưng nhỉ. Đấy. Đấy nhanh nhanh. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi, 6.000 km này. Quay đồng hồ cho anh em coi luôn. 6.000 km. Xe khá là mới. Con xe này 63 triệu em bao hồ sơ. Cho 3 triệu bao hồ sơ. Rồi. Anh em nào thích mấy cái mẫu mini này, giờ mình lên cái mẫu mini cho anh em xem ha. Billy. Đây. Sai lầm rồi. Quá đẹp, mini mà quá đẹp. MSX mini. Wow. MSX mini xe quá đẹp luôn. 28 triệu bao hồ sơ. 2 kính hay 2 khóa đầy đủ theo xe. 28 triệu thôi. 28 triệu. Rồi, tiếp tục con bên này. Con này 27.500.000 bao hồ sơ. Rồi, con này bên con kia nữa kìa. Màu đỏ đen. Con màu xanh kìa. Con này xanh này cũng đẹp. Xanh dễ thương ghê luôn. Quá đẹp. Con này cũng 28 triệu em bao hồ sơ anh em. 28 triệu bao hồ sơ. Anh em nào ở xa thì cứ liên hệ với số máy 0987 868 777 hoặc 0938 344 999. Anh em nào ở xa mà không có nhu cầu đến được ở cửa hàng ấy thì anh em cứ liên hệ hai số máy đó thì cứ em kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em. Anh em nào ở xa mà không điều kiện đến thì cứ cần cọc lại 1 triệu thôi, em ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Hồ sơ okay. Em đã bao gồm cả tất cả hồ sơ rồi. Đấy. Rồi mini nữa. Con này mini là xe ấy này. Xe này dễ thương lắm ạ. U1. U1 á. U Việt cũng bảo U1 á. Xe này 12.500.000. Đấy. Bán giá 12.500.000, hôm nay giảm giá xuống còn 12.500.000. 12.500.000. Rồi, xả lỗ luôn. Xả lại đi con này 12.500.000 đi, xả đi. Ok. Rồi. À, con xe 50 này anh em, Kimco. Kimco Bleptio. Đấy, xe 50 ở số Sài Gòn ngay chủ ký giấy. Đấy, hôm nay giảm giá xuống còn có 13.500.000 này, cho các cháu đi học này. Quá rẻ, xe mới hơi mắc đấy nhá. Xe mới hai mấy triệu đấy. Rồi. Con này thì có GSX bản R luôn. GSX bản R này. Chắc chắn là hôm nay lên GSX là rất là nhiều anh em ủng hộ mình rồi. Chiếc xe, một chiếc xe tem sơn 3D khá là đẹp. Khá là nổi bật. Cực kỳ nổi bật luôn anh em ạ. Quá nổi bật, cực kỳ nổi bật. Đi cùng tay thắng này. Benbido này. Cầm tay thắng Rambo. Benbo. Ốp bình xanh. Ốp bình xăng này. Ốp tàu. Giá chỉ có 28.500.000 em bao hồ sơ. Bao này đẹp không? Quốc xe đẹp lắm. Xe này. Okay. Rồi, Honda CBR 250 này. Đây, rất là nhiều người anh em hỏi đây.
Và hôm nay thì anh không bán thì mai bán, từ từ bán, no gì đúng không? Bạn Việt, cứ từ từ đó. Quan trọng gì? Cái nước ga đầu nghe nó sướng nhỉ? Con này đấy, nó có nhiều chế độ chạy mà. Ờ, nó chạy ba chế độ mà. Sport này, bấm sport đây này. Yêu, yêu. Ngon đấy, cực kỳ ok, giá chỉ có 97 triệu em bao hồ sơ. 97 triệu bao hồ sơ. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em mà mua chiếc xe này thì đúng bài luôn. Xe bao zin bao đẹp. Rồi, tiếp tục Ninja 400. M4 này, L4. Con này con M4 này. Xe này thì cũng lên khá đồ chơi. Tay thắng cùng tay thắng. Bộ zin của nó vẫn còn nhá. Bộ zin vẫn còn. Xe này đi phượt sướng. Xe này chỉ một chế độ lái thôi đúng không? Đúng không? Bây giờ đâu có rõ. Nhưng mà con này chạy hai máy nên chạy phượt, chạy rất sướng. Trăm mới là có nghĩa là đi rất rất là ok luôn. Sướng lắm. Kéo trăm mới thì nhanh lắm. Sướng lắm, lên trăm mới. Lần trước mình có gặp mấy anh em hay chơi cái dòng N4 này. N4 anh em nói là dòng này chạy vừa nhị, chạy phượt mà tầm trăm mới thì kéo nó lên dễ lắm. Đúng rồi. Giá chỉ có 88 triệu em bao hồ sơ cho chị. 88 triệu này. Rồi. Tiếp tục mình chuyển qua còn mô tô thì đợi tí nữa mình quay nha, mình quay mấy con nhỏ luôn á. Cruiser. Đây xe rẻ đây, 19 năm đấy. 95 mùa Future 2019 nền nét. 19 năm. Rồi, xả Supreme. Quá xả rồi. Đấy, xe này anh em chỉ cần xe này anh em đi cà phê cà pháo thì ok này. Chạy ra kia vừa ấy kìa. 22 triệu cho một chiếc xe Supreme. Supreme. Xe dọn nguyên con mới tinh, bao máy zin. Ok. Rồi, quen pha mới. Quen pha mới. Pha mới. Quá rẻ. 18 triệu 800. Xe mới, bao xuất ra đơn. Rồi. Vinx này. V3. V3 ABS, xe màu đỏ nhám cực kỳ đẹp luôn, như xe mới luôn anh em ạ. Như xe mới luôn. Nay giảm giá, hôm nay con giảm giá con này xuống còn 28 triệu 500. Quá ok. Ok. Con này chả nhẽ lại đưa cho bạn ở bên Bình Dương thì nó bán vào việc. Thằng bạn thân ở bên mình. Đây, con này 2022, Future 2022. Future 2022. 24 triệu 800. Rẻ như cho. 24 triệu 800. Rồi, Sugar D 110. Sugar D 110 đây anh em ơi, nhiều anh em rất hỏi Sugar D đây. Xe này không cần tiền vẫn lấy được xe. Không cần tiền vẫn mua được xe. Đấy. Miễn sao đừng nợ xấu. Mười mấy triệu. Rất là đẹp. Đi này sáng đi đội lón đi cà phê. Ông già mình nếu mà ông già mình mà thích nha, mình đưa xe này để ông đi ngon hơn. Ngon hơn cái xe Future ông đang đi. Ông bảo thôi, bố ông đi, đi thôi. Mười mấy triệu, 17 triệu đó. 17 triệu 800, rẻ quá nhỉ, okay. Bằng một xe rút. Rồi. Anh em thử nghĩ mười mấy triệu mà đi xe này thì nó đúng là ok rồi. Lick. Và đây là một chiếc xe Lick đời 2015. Quá đẹp. Một thiệu nữ Ngọc Trinh. Đến từ miền đất quê hương Đồng Nai. Tức là gọi là Đồng Nai và Đồng Nát. Tỉnh Đồng Nát. Thành phố Đồng Nai, tỉnh Đồng Nát.
giá có 17 triệu. 17 triệu. Quá đẹp. Rồi. Chê vào đâu. Cái này có AB này. À sơ bê bê. Bê 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 sê lê. Lê 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 lê. Tê rê rê tê rê tê tê rê tê. Tê rê tê tê rê tê tê. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Bữa này mà có tí thịt chó nhờ, đúng bài ấy nhờ. Đây, một chiếc AB đời 2021 màu đỏ đen, cực kỳ đẹp, 4V, công nghệ 4V. Ồ, 31 triệu em bao hồ sơ toàn quốc. Rồi, vào 160. Vào 160 anh em ơi. Anh em ơi, mua Vario 160 ủng hộ em anh ơi, em ơi. Lăng lỉ anh em, cầu xin anh em. Anh em ủng hộ cho bên Hùng Hùng Mô Tô một chiếc cũng được, không cần nhiều. Con xe này 160, màu vàng của sự sang trọng, 33 triệu 800 em bao hồ sơ, xe mới 60 triệu. Đúng không? Con này bán thường à? Bán thường, bán thường năm mấy triệu. Đúng không? Đầu năm ra tinh, đầu năm. Ơ nhưng mà 33 triệu là rẻ rồi. Ủy 800 bao hồ sơ. Vậy tiếp tục Novik 125. Đây con này mười mấy triệu đồng Việt, bằng con Sirius. Người anh em nào mà cao to tí mà đi chở con chở cái này kia 17 triệu chiếc xe. Thật sự là quá rẻ cho một cuộc tình. Một cuộc tình vừa qua. Máy êm ru. Lồi êm ru, cái này em mới làm bị lồi. Về thì đi. Nó phóng lên luôn. Đấy. Đó, 17 triệu cho một chiếc xe. À còn một cặp Thiên Nga nữa này. Một cặp Thiên Nga. Vào 125 và con thì vào 150 nhá. Ủa con này biển số đẹp chứ rồi, 39929 này. Anh em nhớ nhá, anh em nào chỉ cần 18 tuổi đổ lên thôi, cầm căn cước công dân không cần nợ xấu. À không được nợ xấu, mang tới tận cửa hàng Hùng Hồng làm hồ sơ, góp phát một. Giờ dễ lắm. Làm phát một, không có rèm rà gì hết. Lấy xe ngay dưới 30 triệu không cần tiền. Đó, vào 150. Xe hàng bỏ mẫu cực kỳ đẹp. 35 triệu. Một chiếc xe màu xám đen. Phong cách thể thao. Phong cách kiểu tem sơn tem 3D. Rất là đẹp. Rồi, một suy nghĩ. Con bên này. Con này 125. Ôi kìa, đổ hết xăng kìa. Ông đang cầm mấy quay. Con này 125 anh em ạ. Xăng. Đấy, nó cái đây. Màu xanh nhám. Anh em mà đi mua xe mới mà giờ hết cái mẫu này rồi nha. Bây giờ anh em mà xuống giàn áo này là 4 triệu đấy. Không được đẹp như này đâu. 31 triệu bao hồ sơ. 31 triệu bao hồ sơ. Thôi, okay. Bây giờ anh em theo chân em lên những cái dòng cao cấp của mô tô bên em đang có hiện tại bên em. Rồi, ra ngoài cái vào luôn. CBR đi. Đấy. Đầu tiên là chiếc CBR đi. Đàng hoàng quay cho anh em coi. Mất công anh em bảo chụp chịp này kia mệt lắm. CBR bản HRC. Một chiếc xe khá là mới anh em ạ. 4.000 km. Ồ, khá đẹp. Không một vết chảy. Như một chiếc xe mới. Giá chỉ có 46 triệu em bao đâu hồ sơ toàn quốc anh em. Ồ, anh em chỉ cần trả trước 16 triệu thôi là mang xe về nhà. Ồ, đứng đây đi, đứng đây đi, anh dắt cho. Đứng đây, cậu để đây, lên đây đây. Để đây quay này. Chỉ vô cái này ra kia đi. Hả? Quay đi. À đúng rồi. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe. Thôi đừng đừng xếp đã xếp hẳn xuống dưới để tí xịt đi. Tiếp tục giới thiệu với anh em đây là một chiếc xe bản HRC, cũng bản HRC luôn. Đời 2021
2022 xe này mới chạy 1.300 cây thôi anh em ạ. 1.300 cây thôi. Dừng lại trên cái dừng lại trên cái 1.300 cây số. Quá đẹp luôn anh ạ. Thôi rồi, để nguyên vậy đi, nó đang theo anh rồi, không sao đâu. Con xe này em bán nó 47 triệu anh em ạ. 7. Tiếp tục. Rồi. Một con xe mới đây, mới xuất order đây nhá. Xe này chưa chạy anh em nhá. Xe chưa chạy luôn. Xe chưa lăn bánh. Chưa đổ xăng luôn. Khá là mới. Một chiếc xe, nói chung là bây giờ anh em đi mua chiếc xe này, nếu mà đi mua ở ngoài hãng thì chênh lệch nhau khá nhiều đấy. Xe này em để cho anh em giá 61, nên là hôm nay giảm giá xuống còn 60 triệu em bao hồ sơ, bao suất có đơn. Bao suất có đơn. Đúng rồi. Rồi, chuyển qua dòng R15 V3. Dắt xuống dưới kia để tí xịt đi. Đấy. Tránh ra. Một chiếc xe R15 V3 đời 2019. Xe khá là đẹp. 2020 chứ. Màu xanh đen. 38 triệu hôm nay giảm giá xuống còn có 37 triệu. 37. Rồi, con bên này. Để. Đây. Đây, tiếp tục tiếp tục con. Thôi đừng có xịt nữa, để lên trên này đi ông. Giời. Con xe này 190 rồi. 90F. À 190F xin lỗi. Đó, giá số của 36 nha anh em. Số 36 bao bao hồ sơ, anh em yên tâm về vấn đề hồ sơ đi. Hồ sơ đây là con này hôm nay giảm giá 30 triệu 500. 30 triệu 500. Đúng rồi, còn 30 triệu 500 thôi. Rồi, ok xuống đi. Rất mong tất cả quý anh chị ủng hộ cho Hùng Mô Tô nhá. Quay ok phết á. Hả? Quay ok phết á. Ok không? Bánh nét mà nhận dạng. Quá ok. 150. Bản R. Mà để cho nó CB 150 bản R. Ngược sáng. Hả? Hơi thiếu sáng à? Ngược sáng. Ngược sáng đúng không? Rồi. Rồi được rồi, không sao. Cứ từ từ mình sẽ giải quyết nó từ từ. Một chiếc xe dòng này bây giờ đang hot CB 1 hết 30R. Xe mới chạy 6.000 km anh em ạ. Chứ xe 150 bản R giá chỉ có 65 triệu bao hồ sơ. Những chiếc xe đời 2021 nhá. Những chiếc xe này anh em biết không, nếu bây giờ anh em đi mua mới giật hơn 100 triệu. Lỗ gần một lửa đấy anh em ạ. Cầm cái này đi Tử ơi. Đừng dắt xuống dưới để tí nữa xịt rửa. Dắt xuống dưới. Và tiếp theo đây là dòng em sang giới thiệu với anh em, đây là dòng 300. Cực kỳ ok. Trời. Anh em chạy. 300 CB 300R. Cái xe này mới chạy được có 2.000 km thôi. 2.000 km thì anh em biết nó mới rồi, nó như là một chiếc xe anh mới. Xa ra nó tự nói à. 90 triệu. Đứng cho chỗ nào nó sáng tí. 90 triệu. Ra đây. Rồi. Đứng yên chỗ đó được rồi. Hiểu không? Đứng ngược sáng được. Và tiếp theo đây cũng là một chiếc xe 300 CBR 300 R. Quá đẹp. Như xe mới, xe này mấy ngàn? Xe này 3.000 km anh em. Em bao hồ sơ cho anh em luôn. Cái đó không chỉnh được đâu, nó ách cơ cách vào anh. Không chỉnh đâu, nó đi theo anh mà. Ờ, nó đi theo rồi. Có xe này thì cũng 3.000 km anh em ạ. Giá 89 triệu bao hồ sơ. Rồi, con bên này. Con này thì... con này màu đỏ đen này. Con này cũng đẹp. Chỉnh lại đi. Con này cũng khá là đẹp anh em ạ. 86 triệu bao hồ sơ. Việt quay chơi chi tiết tí đi Việt ơi. Một tư. Dẫn qua tay bích đi. Một tư.
Đó. TFX 150. Con này là con TFX đúng không? Con này hôm nay em giảm giá xuống còn có 38.500.000 cho anh em. 38.500.000. Đúng rồi. Xe mới lắm. Con xe này đẹp lắm. Xe một chủ dán keo nguyên con luôn. À, vào đồ chơi rất là nhiều này. Phụt trước quên là chống đổ này, biển số này, cảng tay này, chắn bùn này. Chiếc xe khá đẹp luôn. Anh em ngồi chứ. Anh em đi chiếc xe này đúng là thật sự mua chiếc xe này rồi. T15 đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, rồi. T15. Cứ hai lộn với TFX. Lộn rồi vào. Cày thật. Nó thật Việt cày đấy. Đúng hùng say rượu rồi nhá. Được rồi. Em không biết em nói này ra không biết sao, nhưng em thật với quý vị khán giả là em đi mua chiếc xe kia. Hôm đấy em say rượu mà em chỉ xem lỗ cái con này anh em. Bị lộn con TMT15. Con xe đấy em lỗ đấy anh em ạ. À. Nhưng mà anh em mà mua chiếc xe đấy đi thì có ok rồi. Quá đẹp. MT15 này với là như xe mới anh em ạ. 52.500.000 em bao hồ sơ. Rồi. À, tất cả dòng xe mô tô bây giờ lên sang giờ 15 này. Em anh em chọn trước nào cũng được. Em sẽ báo giá. À, còn hai cái dòng dòng ấy đây này. Rồi, đứng ra kia đi. Chỉnh lại cái kia cái Việt sao nó cứ quay đi. Rồi đứng ở kia đi cho sáng. À. Một chiếc 44 triệu cho bốn giảm giá còn 43 triệu cho một chiếc xe này. Khá là đẹp, xe chạy 3.000 km. Đẹp không? Quá đẹp đúng không? Không chê vào điểm đâu nào được. Để luôn đấy đi, để luôn đấy. Chặt ở dưới nhà. Và đây là một chiếc xe mới 1.000 km thôi anh em ạ. V3 1.000 km. 1.000 này anh em biết nó mới như nào rồi. Chỉ chiếc này, ngon này. Như xe mới luôn. Rồi, 44 triệu. 45 triệu bớt xuống 1 triệu còn 44 triệu. Giảm giá hết, giảm giá tụt quần luôn. Để hôm nay cho tất cả anh em nào cho có trải nghiệm ạ. À, bên em anh em cứ trải nghiệm mô tô thoải mái. Ví dụ anh em nào mà đi một thời gian chán rồi muốn trải nghiệm sang dòng xe khác thì ok. Em chỉ để lỗ ít thôi, không có để lỗ nhiều, yên tâm vậy. Bên em cứ là một tháng rưỡi quay đầu là cứ lỗ 10%. Còn trên tháng rưỡi thì anh em theo giá thị trường thôi. Đó, anh em cứ nói thẳng như vậy luôn. Cho anh em coi như kiểu đi thuê xe. 38 triệu còn 37 triệu, đời 2020. Rồi, tiếp tục màu đen. Màu đen là màu của sự mạnh mẽ. Con này hôm nay còn cũng còn 37 triệu thôi. Quay biển số nhá, để nhớ biển số người ta thích xe nào nhá. Quay đầu làm gì, quay biển số thôi. Rồi, tiếp tục màu đen bạc. Đen bạc biển số 68. 41 triệu. Còn 40 triệu. Rồi, tiếp tục rồi 15V3 con cuối cùng. Còn cuối cùng của MM3. Xe này thì nói chung là cũng khá đẹp đấy. Không cuối cùng đâu. Nó không bao giờ là cuối cùng. Quay biển số đi.
33 triệu, con 33 triệu, con này 33 triệu, giảm giá 33 triệu. Số 67. Ơi, duy nhất bằng R này anh em. Đấy, anh em rất nhiều anh em hỏi bản R này. Cực kỳ ấn tượng. Quá đẹp. Con này không, ủa con này nó không có cái ốp lên ốp nhỉ? Không, con này bình thường. Cái con kia lên ốp không? 28 triệu bao hồ sơ. 28 triệu bao hồ sơ. Tiếp tục con bên này. Màu xanh đẹp không? Giờ đấy mấy con RS bên anh đẹp không? Em mà nhìn thấy em phải ấn tượng luôn này. Su. Rất là đẹp. Con này cũng 28 triệu bao hồ sơ. 28 triệu bao hồ sơ. Ui. Rồi, con R15 V2. V2 này. V2 lên quá đồ chơi, quá trời, quá trời đồ chơi luôn này. Màu sơn tem đấu luôn này. Đó, tem 3D. Đó, cụm tay thắng này. Tay thắng này thắng gì đây? Brambo luôn. Kinh nhờ. Giá có 24 triệu. Đó, R15 V2 24 triệu thân em. Quá rẻ. Lên bô này, lên các chân này, trợ sáng này, Brambo này, tay thắng này. Sáng trước sau luôn này. Đó, đây là tất cả những dòng xe của em bên em giới thiệu rồi. Thì rất mong tất cả mọi người, quý vị khán giả hãy ủng hộ cho em. Thì anh em nào yêu quý kênh Chợ 24 giờ thì Bình Dương 24 giờ thì anh em nhớ like và chia sẻ, nhớ đăng ký kênh cho bạn nhé. Thì thôi, video nó cũng khá dài rồi. Rất mong tất cả mọi người ủng hộ cho bên em. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.